chào cả nhà hôm nay nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái vẽ cái áo phát có, có cổ nha cả nhà và tay dài nha đây nhi sẽ vẽ cái áo phát này nha tay dài và có cổ nha Đó. có cổ mà hôm nay là nhi không có không có cắt áo em bé gì nữa cái này là áo trẻ thôi còn hôm nay nhi sẽ cắt cái áo người lớn nha áo hôm nay nhi cắt xây lớn à, áo này là Nhi cắt xây ít uh, in love nha cả nhà bây giờ như đầu như giả nha. nha sau khi ghi đã giả xong rồi nè cả nhà bây giờ như sẽ quay sát cạnh lại cho cả nhà dễ hiểu nha thì bắt đầu cả nhà đo từ cái miếng này cả nhà cá thước dây lên tới trên cái mí sống này nha là dài áo là 71 nha rồi để mốt xong rồi cả nhà sẽ dùng thước cả nhà sẽ gạch ngang qua khi gạch ngang qua từ cái mí sống này sống da giấy này thì cả nhà lấy vô đây là 10 xăng rồi từ cái 10 xăng này cả nhà lấy lên đây 4 xăng Gạch thẳng lên và dễ dòng cong nha. Rồi từ mí này, cái nhà gạch xéo xuống cái mí dai này nha. Thì cái vai áo này là 27cm. Từ cái sóng này, cái nhà dễ lên tới đây là 27cm nha. Rồi từ cái mí dài áo, cái hà hạ, nách là 26cm nha. Từ 26cm, cả nhà sẽ gạch thẳng ngang qua. đó, Khi gạch thẳng ngang qua rồi, thì từ cái sóng của cái giấy này, cái nhà đo qua đây, tới cái mí này nha là hai là cái ngược này là 31 cm. Rồi từ cái 31 cm này cái nhà lấy vô đây là 5 cm. Đó. Thì cái năm cm cái nhà sẽ lấy hước dịch thẳng lên. Rồi cái nhà sẽ dễ cong cái dòng nách nha. Rồi tới cái mí lai. Lai thì từ cái mí sóng của cái giấy này. Cái nhà lấy qua tới bên đây. Là cái lai là cái lai áo là 32 cm. Giải nhập đôi nha, giấy nhập đôi nha cả nhà cái nhà sẽ dùng thước gạch thẳng lên từ đây dài lên tới tên sườn luôn nha rồi trừ hao một phân đường mai còn dưới đây là từ cái mí đai này cái nhà lấy lên trên đây là một phân gửi cái nhà sẽ ra bầu cái lai nha đó gia bầu cái lai đây là tổng quan của cái thằng áo sao đó cả nhà nha bây giờ như bắt đầu như cắt nha cái nhà cái này là kế tiếp là cái thân trước nha thân trước thì như lấy cái thân sau cái này là cái thân sau nha thân sau như sẽ ập vô hai cái miếng sống dưới miếng giấy và miếng trên bằng nhau từ dưới lai bằng lên bằng nhau hết nha khi bằng nhau hết rồi như sẽ dùng một cái gì đó như sẽ dằn lên cho nó im thì nhà sẽ vuốt thẳng cho nó im hết thì im hết rồi thì đây là cái dài áo nè thì cái nhà sẽ ship lại nha ship cái dài áo này lại là bốn phân nha đây như có ghi nè bốn phân khi ship lại bốn phân xong rồi cái nhà sẽ lấy dấu nha lấy dấu điểm này và lấy dấu điểm bên đây khi lấy dấu xong rồi thì cái nhà sẽ dịnh lại cái à, từ cái miếng dai miếng dai phía đây cái nhà sẽ bằng qua đây đó cái nhà sẽ lấy dấu qua điểm cổ nha đó thì lấy dấu cổ xong rồi thì cái nhà sẽ xếp lại y vậy thì cái nhà sẽ tiếp tục là sẽ vẽ dòng cong của cái nách nha đó đây cái nhà sẽ vẽ theo cái dòng cong của cái nách này từ đây đến đây nha từ từ cái miếng vai cái nhà sẽ vẽ dài xuống dài xuống cái dòng nách luôn và qua, qua ngược xuống với xuống dưới lai bằng nhau hết luôn nha quà xuống dưới lai với lai like, like cũng bằng nhau hết nha cả nhà đó rồi cái tiếp thì cái cả nhà sẽ lấy cái thứ cả nhà sẽ gạch ngang từ cái mí này gạch ngang qua rồi gạch ngang qua xong rồi từ cái mí dai này cả nhà sẽ lấy xuống dưới đây là 11 một xăng khi 11 một xăng xong thì cả nhà sẽ gạch ngang qua thì từ cái mí giải giấy này cả nhà lấy qua đây là 9 xăng nha Chính xăng thì cả nhà sẽ dễ dòng cong của cái cổ nha đó rồi cái nách bên đây cũng vậy nè cái nách bên đây hồi nãy là như sẽ sang cái cái gặp giấy của cái thân sau và cái thân trước là như sang dấu qua rồi đó thì dễ cong cả nhà dùng thước cả nhà sẽ dễ thẳng nha đó xuống lai đó vậy là xong cái thân áo trước đó cả nhà bây giờ như bắt đầu như tiến hành như cắt nha hay là kế tiếp về tay nha cả nhà thì cái nhà đo về tay là từ cái lai này cái nhà sẽ dùng thước dây đo dài lên tới trên điểm này là dài tay. Dài tay là 58. Rồi, khi dài tay xong rồi cái nhà sẽ dùng thước gạch ngang qua. Từ đây, từ cái dài à tay cái nhà sẽ lấy xuống dưới đây là 9 xăng nha. Hạ tay. Rồi, từ 9 xăng cái nhà sẽ gạch ngang qua nha. Đó. Thì gạch ngang qua xong rồi từ cái sóng giấy này nha. Cái nhà sẽ đo bên đây. Đó. Là cái... À nách tay 24 xăng nha Đó. rồi xuống đây là cái cửa tay từ cái sóng từ cái sóng giấy này cả nhà sẽ đo qua tới bên cái miếng này nha là cái lai like tay là 14 xăng nha rồi cả nhà sẽ dùng thước cả nhà sẽ gạch thẳng dài lên nha lên tới trên nách rồi cái nhà nhớ chịu hao một phân đường mai nha rồi xong thì cái nhà sẽ tiếp tục cái nhà sẽ dùng viết cái nhà sẽ vẽ vòng cong của cái nách dòng xuống tới cái điểm của cái hạ tay nha đó đây là tổng quan của cái dài à, tay đó cả nhà đây, bây giờ kế tiếp là như giải xong cái nón nha cả nhà thì cái nón thì cả nhà sẽ lấy từ cái mí này nha từ cái mí của cái sóng giải giấy này vô đây là ba xăng nha to nẹp nón là ốp vô trong đó cả nhà rồi đầu, đầu từ cái mí lai này cả nhà sẽ đo dài lên tới trên cái mí này nha là dài nón dài nón là 39 mươi xăng nha đó rồi xong rồi cái nhà lấy từ cái lai like này cái nhà lấy lên trên đây là 8 xăng để làm cà phê nha hoặc là cái mắt cá nha cái mắt cáo để làm mì sợi dây nón rồi từ cái mí thành phẩm nha chứ không phải lấy mì này miếng ngoài miếng miếng này nha cả nhà cái mí thành phẩm này nè lấy vô đây là một phân rưỡi nha đó là một phân rưỡi cái này nha rồi xong rồi kế tiếp thì cái nhà sẽ dùng thước gạch ngang cái chiều dài 39 này nè từ mí này cả nhà sẽ gạch ngang dài qua tới miếng bên đây nha rồi xong rồi tiếp thì cả nhà sẽ lấy cái ngang nón ngang nón thì từ cái mí thành phẩm này nha cả nhà đây mí thành phẩm này cả nhà dùng thước gạch ngang qua nha đó là cái ngang nón này là 28 mươi là giấy nhập đôi nha rồi cả nhà sẽ gạch từ cái mí trên đây cũng 28 luôn cả nhà sẽ gạch thẳng xuống nha xuống rồi đầu từ cái mí la này cả nhà lấy lên đây vẽ vòng cong của cái nón này là ở đây là 5 xăng nha mà nhi không có ghi rồi nè cái này là 5 xăng đó rồi xong rồi cả nhà sẽ vẽ từ đây cả nhà sẽ bắt vẽ bầu xuống nha bầu xuống cái chân nón dài lên tới miếng này luôn nha cả nhà ừ. rồi lên tới cái mỏ nón thì mỏ nó cũng vậy cái mỏ nón thì từ cái miếng này cả nhà bắt đầu đi thẳng qua bên đây cả nhà cũng dễ cong luôn nha đó dễ cong theo cái, cái cái cái, sóng nón nha nó dài xuống đó, vậy là xong tổng quan của cái nón đó cả nhà thấy không cũng dễ không cả nhà đó rồi bây giờ kế tiếp là cái bo lai với bo tay cả nhà bo lai là từ cái miếng này dài lên tới trên đây nha tới trên đây luôn là 47 xăng nha là cái to bản của bo line này từ mấy này xuống dưới đây là 12 xăng nha cả nhà Đó. rồi xong rồi là cái này là cái dài 47 này là dập đôi lại nha cả nhà là nó ra là cái uh, 94 đó còn ở đây cái bo tay bo tay thì cao bo tai này thì 10 10 xăng còn rộng uh, bo tay là 20 xăng nha cả nhà cái này là không nhập đôi nha. Cái này 20 xăng hồi nhập đôi lại, nhập đôi lại là còn 10 xăng đó cả nhà. Nha. Đó đây là tổng quan hết là bo lai với bo tay đó cả nhà. Đây là cái nhà sau khi nghi đã vẽ và cắt xong tất cả các chi tiết của cái thân áo rồi, rồi cái áo rồi, đó cả nhà. À, bên đây là bên đây là cái thân trước nè, thân sau, tay, nón và nẹp lai và nẹp tay đó cả nhà. Nha đó giờ nhi đã cắt xong hết sơ đồ rồi đó bắt đầu nhi chuẩn bị ra cái clip sau là nhi sẽ cắt và mai nha cả nhà vậy thôi nhi xin kết thúc đây nha bye bye chào cả nhà nhớ ủng hộ cho nhi nha